Người ngày ngày ngủ với anh là cô ta, người đầu ấp tay gối với anh cũng là cô ta. Hai người còn mặn nồng đến nỗi cô ta còn phải dán cái ô gâu lên cổ đi khoe khoang khắp nơi cơ mà. Em hỏi anh nhá, anh nói là anh căm ghét cô ta, anh nói là anh muốn giày xéo cô ta, nhưng có khi nào anh quên mất rằng mình đang diễn không? Hả? Sao? Không nói được gì à? Em nói cho anh biết, cái cách mà anh chăm sóc cô ta, thử hỏi, mấy phần là thật, mấy phần là giả, mấy phần là trả thù và mấy phần là thực sự anh muốn như thế?